những ngày đầu của tháng 9 năm 2024 vừa qua, nhiều tỉnh thành của miền Bắc đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Trong đó có trường mầm non xã Lâm Sơn của huyện Chi Lăng. Hôm nay, nhà trường rất vinh dự và cảm động cũng như rất may mắn khi được quý đoàn dành tình cảm cho nhà trường và những người dân trong xã. Thì trong cơn bão vừa qua, nhà trường bị đất đồi sạt lở, cây cối gãy đổ xuống đã vùi lấp làm hỏng khu vui chơi ngoài trời của các con. Và đất đá cũng đã sạt lở xuống dãy lớp học, khu nhà để xe, khu bếp ăn vỡ và làm gãy những bộ cửa kính của lớp học cũng như là nứt lún tường lớp học, khu nhà vệ sinh. Trước mắt thì nhà trường cũng còn rất khó khăn trong cái công tác khắc phục bão lũ cũng như là cải tạo môi trường cũng như là mua sắm trang thiết bị học tập cho các con để phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao chất lượng giáo dục các con. Thì hôm nay trong chương trình này, nhà trường rất là vinh dự, rất là may mắn khi được các công ty cũng như là tập đoàn đã quan tâm đến hỗ trợ giúp đỡ nhà trường để khắc phục bão lũ. Tôi cũng rất là chia sẻ với những cái thiệt hại của các thầy cô giáo cũng như là của các cô, các chú, các bác, các anh chị ở đây sau cái trận bão vừa rồi. Đây là lần thứ 10 Quy Hy Vọng về với cả huyện Chi Lăng. Và với cái sự tổn thất mà như cô giáo vừa mới chia sẻ thì chúng tôi hiểu rằng là dù chúng tôi có về thêm những lần thứ 11, 12 chăng nữa thì những cái sự đóng góp nhỏ bé của chúng tôi cũng sẽ hy vọng phần nào là giúp được cho người dân của huyện để mà chúng ta khắc phục được những cái hậu quả của trận bão. Chúng tôi hy vọng bên cạnh những cái món quà mà các thầy cô, các chú, các bác, các con nhìn thấy ở đây thì một phần giúp cho công tác học tập tại trường được cải thiện hơn, một phần giúp cho đời sống của người dân được hỗ trợ phần nào. Thay mặt cho Quỹ Hope, chúng tôi rất là cảm ơn sự đón nhận của nhà trường, sự đón nhận của người dân để chúng tôi có cơ hội để mà san sẻ được những cái điều này với cả xã Lâm Sơn nói riêng và huyện Chi Lăng nói chung. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị. Cảm ơn các cháu nên tặng quà cho các bà ở đây, nó cơn bão lũ số 3 thế là nó ảnh hưởng lũ lụt, ruộng lúa tràn hết rồi, cây cối đổ hết, còn nhà thì không làm sao. Vâng, thì hôm nay bọn con từ Hà Nội lên đây tặng quà thì bà cảm thấy thế nào? Bà cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến các bà ở vùng sâu vùng xa, bà rất vui. Hôm nay được nhận quà của các cháu là bà rất vui, bà cảm ơn lắm. Từ nay trở đi, các cháu quan tâm đến xã vùng sâu vùng xa của bà hơn nữa. Bà rất cảm ơn
tấm lòng hảo tâm của các cháu. Với Sun House thì các hoạt động thiện nguyện mà hỗ trợ cho các bà con tái thiết sau lũ thì là một cái hoạt động mà chúng tôi thực hiện thường xuyên trong suốt hành trình 24 năm thành lập Sun House. Và ngay sau cái cơn bão Yagi vừa qua thì ngay lập tức thì Sun House chúng tôi đã triển khai tại tất cả các địa bàn như Lào Cai, Yên Bái thông qua rất nhiều các hệ thống bán hàng của chúng tôi ở tại địa phương hay các đối tác để ngay lập tức có thể cung cấp những sản phẩm thiết yếu nhất cho gia đình và ngay để cho giúp cho người dân có thể tái thiết được. Và cái việc đấy đã được chúng tôi thực hiện ngay sau khi cơn bão đi qua chỉ 1-2 tuần thôi. Vì với các đồ dụng cụ gia đình thì nó là những cái vật dụng rất là thiết yếu, và bởi người dân sẽ cần những đồ dùng gia đình để trở lại cái sinh hoạt cuộc sống của mình một cách bình thường, một cách nhanh nhất. Và không chỉ ở các hoạt động này mà trong tất cả các hoạt động khác của thiện nguyện của Tập đoàn Sun House thì chúng tôi đều mang một cái tâm thế đó là thật nhanh. Ngay sau khi những cái thiên tai xảy ra thì việc nhanh đáp ứng cho giúp cho người dân tái thiết cuộc sống là một cái rất là cần thiết. Thì đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện trong suốt 24 năm vừa qua. Ngày hôm nay thì cùng với cả đoàn FPT, Retail, Quỹ Hope và Sun House lên thì thực ra điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận thấy rất là gần gũi với cả các bạn nhỏ tại trường mầm non của xã Sơn Lâm. Bởi vì có lẽ là phần lớn các anh chị em trong đoàn cũng đều đang có con loanh quanh ở độ tuổi đấy. Cho nên là đầu tiên chúng tôi cảm thấy rất là gần gũi và con rất là đáng yêu. Và điều đặc biệt thứ hai đó là đây có lẽ là một trong những cái lần thứ 10 khi quay lại xã Sơn Lâm mà có một cái sự phối hợp không chỉ của Quỹ Hope mà còn của FPT Retail và còn của Sun House đối tác FPT Retail nữa. Cho nên là chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cái sự khởi đầu để có thể tìm kiếm và có thể mời chào thêm nhiều các đối tác, nhiều các đơn vị bạn có thể cùng tham gia được các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động CSA cùng với cả Quỹ Hope và cùng với FPT Retail nhiều hơn nữa.